Vâng, bước tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị trong cái video này. Đấy là chúng ta sẽ tạo ra một cái landing page. Thì điều đầu tiên tôi muốn các anh chị hiểu cái khái niệm landing page là gì. Landing page là một cái trang web đơn giản. Và chúng ta hiểu rằng nó là một trang web nhưng nó rất đơn giản và nó không có tính năng cầu kỳ. Đây nhá, tôi sẽ vào một cái website như thế này. Cái trang phananhonline.com của tôi ấy. Thì đây là một cái trang web cũng đơn giản nhưng nó không gọi là landing page mà nó gọi là website. Bởi vì nó có đầy đủ tất cả các tính năng của chúng ta mua bán hàng hóa này nọ. Tất nhiên cái trang này nó cũng đơn giản theo cái lối là nó không quá phức tạp cầu kỳ. Thế nhưng landing page thì nó hoàn toàn khác. Bởi vì là trong cái phần landing page thì các bạn sẽ thấy rằng là trang web nó rất đơn giản và nó sẽ chỉ có kéo từ trên xuống dưới thôi. Và cái tính năng landing page này thì nó tích hợp với cái việc là email marketing rất là thuận tiện. Bởi vì cái mục tiêu là một người dùng sẽ đưa cái truy cập vào trang web, sau đó đọc các thông tin trên cái trang web đó và để lại email, để lại số điện thoại. Sau đó thì cái dùng cái dịch vụ email marketing này để gửi email confirm, trò chuyện hoặc lấy số điện thoại để telesale, để thiết lập các cuộc hẹn, được không ạ? Vâng, thế dụ bây giờ ta sẽ lấy thử một cái bất kỳ. Vâng, holiday đi, sắp đến Noel rồi, ta sẽ làm cái holiday đi. Chúng ta đợi một chút, đúng không ạ? Cái giao diện của Gaspon nó đợi chờ rất là vui. Đấy, cái trang của chúng ta sẽ trông như thế này. Nó chỉ có như vậy thôi, ý tôi là như vậy. Đơn giản, đúng không ạ? Từ trên xuống dưới kéo một vòng. Đấy, có cả thank you page, đúng không ạ? Ví dụ như bạn thao tác cái gì ở đây một cái. Bạn để email ở đây, ví dụ bạn để tên ở đây, Phan Anh, email, Phan Anh Online, còn Gmail. Bấm vào đây phát thì nó sẽ ra cái thank you page này. Thì cái thank you page này mình cũng sẽ sửa hết. Logo của mình sửa vào đây. Tất cả thông điệp, hình ảnh chúng ta cũng có thể sửa. Được chưa ạ? Chúng ta sửa được hết. Đó, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta có thể lựa chọn các cái phần liên quan đến chỉnh sửa. Vâng. Hình ảnh chúng ta đưa lên, thay đổi, chia như thế nào. Được chưa ạ? Vâng, chúng ta up ảnh của ta lên, chia làm 3 vị trí chúng ta chọn, đúng không ạ? Cố định hoặc là thay đổi hoặc là trung tâm. Ok, các bạn có thể dùng bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh nhé, tôi sẽ nói cái phần này rồi. Và bên tay phải tôi là cái bộ công cụ, đúng không ạ? Chúng ta có thể đưa mọi thứ vào đây. Ví dụ chúng ta muốn thêm cái gì thì chúng ta đưa vào đây. Đấy. Thì nó sẽ thêm cái phần đó, thêm text chúng ta đưa vào đây. Chúng ta muốn mở rộng ra, chúng ta kéo ra đây. Ok, viết thêm thông điệp vào đây, phông, viết màu sắc, chữ nghĩa, được chưa ạ? Ảnh, chúng ta muốn thêm ảnh ở phía dưới này, đây có một ảnh rồi, hai ảnh rồi. Nếu như vẫn muốn thêm nữa thì chúng ta sẽ đưa vào đây, ảnh đây, biểu tượng của nó. Video chúng ta muốn, chúng ta sẽ cho thêm vào đây. Text này chúng ta sẽ thu lại. Cái landing page nó chỉ bé như thế thôi. Chúng ta buộc phải sử dụng trong hữu hạn, được chưa ạ? Twitter, rồi PayPal, rồi thì YouTube này nọ chúng ta đưa hết vào. Như vậy chúng ta làm xong, chúng ta thay logo, sửa landing page, thank you page, chúng ta chuyển sang bước tiếp theo thì là nó sẽ xuất bản cái trang landing page này và nó sẽ cho chúng ta một cái đường link URL và chúng ta có thể cầm cái đường link URL để chúng ta chạy quảng cáo hoặc là gửi email hoặc là đưa lên Facebook cá nhân rằng là đây, mời các bạn vào cái landing page này, chúng tôi sắp sửa tổ chức hội thảo workshop này nọ, đúng không? Ok nhá, chúng ta sẽ nhìn đây. Tiêu đề này: hội thảo sử dụng email smart email marketing free. Ok. Mô tả hoàn toàn miễn phí, được chưa? Vân vân. Đó. Đây nó sẽ có một cái địa chỉ chúng ta lựa chọn ở GR8 hay là Gaspon page hay là subscribe me now, thì theo tôi dùng cái GR8 đi cho nó dễ. Chúng ta đổi cái tên smart email marketing.gr8. đấy, nó sẽ có cái địa chỉ như vậy. Hoặc là chúng ta muốn sử dụng thêm một cái địa chỉ tên miền của chúng ta vào đây thì chúng ta phải là người sở hữu cái tên miền đấy. Chúng ta muốn đổi DNS để truy cập vào thì chúng ta sẽ set cái tên miền mà chúng ta có, chúng ta gán nó vào đây. Sau đấy là chúng ta
ok, chúng ta có thể publish nó ở trên Facebook hay không, page nào thì chúng ta phải đưa vào đây, được chưa ạ? Nó cũng rất là nhiều tính năng đấy. Thank you page như thế nào, đây nó cũng có analytics, nó sẽ thống kê cho mình bao nhiêu truy cập. Sau đó nó cũng có cả AdWords tracking. Nói chung là nó làm cái phần landing page này khá là tiện ích mà cũng hoàn toàn miễn phí, bởi vì chúng ta đã bỏ tiền ra mua cả gói rồi. Nói là miễn phí thì cũng không phải, bởi vì chúng ta đã trả hết rồi. Thì khi đó chúng ta sẽ tạo ra một cái trang landing page tương tự như vậy, tiêu đề như vậy, rất là hấp dẫn, đúng không? Chúng ta đưa cái Google Analytics ID của chúng ta vào đây, hoặc là AdWords ID của chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ thiết lập được. Vâng, sau đó thì chúng ta chạy quảng cáo hay chúng ta chia sẻ. Đấy là cái cách mà rất là thuận lợi, chúng ta không cần phải có website vẫn có thể làm được. Mà cái landing page này nó tích hợp chặt chẽ với cái sử dụng email marketing. Vâng, nếu như mà các anh chị mà vẫn có câu hỏi hay là cần được giải đáp tốt hơn thì hãy liên hệ với tôi để được chia sẻ và hướng dẫn các anh chị phần video hướng dẫn về tạo landing page một cách sơ lược như vậy. Xin phép được dừng lại đây. Xin gặp lại các anh chị trong bài tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.